Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã đến với kênh Đẹp Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người cái sản phẩm, đó chính là kem chống lão hóa Dakami. Thì đây nó là một cái dòng sản phẩm mà giúp cải thiện các cái vấn đề về da, đặc biệt phù hợp với chị em nào mà sau 30 tuổi bước vào, hoặc là 40, 50 bắt đầu bước vào cái giai đoạn người ta gọi là lão hóa rồi đấy. Thì da của chúng ta sẽ xuất hiện rất là nhiều các cái vết nám, tàn nhang, đồi mồi và da bị khô, da không đều màu. Thì dùng cái này rất là hiệu quả. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ review chi tiết cho mọi người về cái cách dùng, thành phần, công dụng của cái sản phẩm và giới thiệu cho mọi người cái mẫu mới nhất sản xuất từ tháng 8 năm 2022 này mọi người. Đấy, và hướng dẫn cho mọi người cách thức phân biệt thật giả cái sản phẩm này. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần tư vấn, cần hỗ trợ hoặc cần mua hàng chính hãng thì mọi người có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Thì đây chính là cái sản phẩm kem Dakami 2. Thì ở trên cái hộp Dakami 2 thì nó sẽ có một cái tem QR code và tem chống giả. Thì lát ở phần sau video này em sẽ nói rõ để mọi người nắm. Đấy, thì một cái hộp kem Dakami 2 như thế này thì nó sẽ có là 30g. Mọi người hiểu chưa? Nó sẽ có là 30g, và bên này thì ghi rất là rõ cái đối tượng sử dụng cũng như là cái thành phần này. Cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp dưỡng da mặt, giúp dưỡng ẩm da, dưỡng sáng, làm mờ các vết thâm, nám, sạm, đốm đen trên da, giúp kích thích tái tạo tế bào da mới, cho làn da mềm mịn khỏe mạnh hơn, góp phần hạn chế quá trình lão hóa da sớm. Và cái sản phẩm này nó dùng được cho mọi loại da, người có làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, lão hóa, bị sạm da, tàn nhang, da nhăn nheo, khô ráp thì dùng rất là hiệu quả mọi người nhá. Đó, thì ở đây là mặt đáy này, là cái lô mà em giới thiệu mới nhất cho mọi người luôn ấy. Em đang quay video này vào thời điểm là tháng 9 năm 2022. Đấy, và cái sản phẩm này là được cái diễn viên Cát Tường đấy mọi người, là một cái người mà đại sứ của cái sản phẩm này. Đấy, giảm nếp nhăn, trắng da. Chị Cát Tường là một cái người mà rất là uy tín, nên là những cái sản phẩm mỹ phẩm mà chị ấy giới thiệu thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ rất là tin tưởng đúng không? Và cái sản phẩm này nó có điểm gì đặc biệt? Nó là một cái giải pháp hoàn hảo đến từ công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, người ta gọi là công nghệ Jordan Q10. Thì nó sẽ kết hợp với những cái thành phần tự nhiên, nó là cái công nghệ định vị kép dual target cell, nó tác động lên đến cả ti thể, được ví như công xưởng sản xuất năng lượng, giúp tái tạo làn da, giúp da căng bóng và đàn hồi. Nó sẽ giúp tăng cường cái hiệu quả thâm nhập của hoạt động chất vào da, giúp cải thiện độ săn chắc và độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn rất là hiệu quả. Tiếp theo đó là cái tinh chất X50 Hyaluron Filler, thì nó sẽ giúp làm mờ nếp nhăn và cải thiện độ căng bóng của làn da, làm đầy rãnh nhăn, giúp da căng bóng, mịn màng và hạn chế cái tình trạng da trùng chảy xệ. Công dụng là nó sẽ làm đầy quầng mắt dưới và hỗ trợ giảm các cái nếp nhăn nhỏ ở xung quanh như chúng ta. Đấy, và cái sản phẩm này nó có cái thành phần là nhân sâm Hàn Quốc này, tinh chất X50 Hyaluron Filler này, em mới phân tích này, vitamin này, các loại dầu jojoba, nha đam, thì nó sẽ giúp phục hồi và tái tạo làn da bị hư tổn, làm mờ vết thâm nám, hạn chế tàn nhang, làm trắng sáng da và giúp chúng ta có một làn da trắng hồng rạng rỡ. Ngoài ra thì nó sẽ giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ căng bóng, để giúp tái tạo làn da, làm trắng da, tránh các tác động từ môi trường và tia cực tím, giảm nếp nhăn và thâm nám. Nó sẽ giúp giữ ẩm, tái tạo và phục hồi làn da, giảm thiểu và ngăn ngừa những cái dấu hiệu lão hóa. Đó chính là những cái ưu điểm của cái kem Dakami này. Đấy, thì nếu mà các anh chị em và các bạn nào mà đang tìm hiểu về cái sản phẩm này, chắc hẳn là những chị em nào mà đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì cực kỳ rất là tuyệt vời. Đây là một số những cái hình ảnh mà kem Dakami được rất là nhiều, ví dụ như ca sĩ Cẩm Ly này, đó, mọi người rất là uy tín đúng không? Rồi MC Cát Tường này, ca sĩ Đan Trường này, ca sĩ Tố My này. Đấy, đó chính là một số những người mà người ta gọi là rất là uy tín, tin tưởng, không phải sản phẩm nào người ta cũng có thể recommend như vậy đâu mọi người ạ. Đó, thì đó chính là toàn bộ những cái sản phẩm, cái thông tin về kem Dakami 2 này.